Xin được mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, đối với tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 thì con đường học vấn là mối quan tâm hàng đầu hiện nay bên cạnh sức khỏe và gia đình. Tuy nhiên không vì thế mà trong cuộc sống của người tuổi Ất Dậu không có những khó khăn hay là trắc trở. Xem tử vi cho tuổi Ất Dậu trong tháng 12 âm lịch chính là cách dựa vào hệ thống sao chiếu mệnh, sao hạn và sao chiếu theo năm để dự đoán những khó khăn có thể xảy ra. Và cùng với đó, tử vi cho tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 trong tháng 12 âm lịch này còn giúp cho các bạn biết được những điều kiêng kỵ không nên làm trong tháng 12 âm lịch. Điều này sẽ là những lưu ý nếu như mà các bạn muốn giảm bớt những khó khăn, xua đi vận rủi, và sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Người tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, mệnh thủy, tuyền trung thủy, nước trong suối. Người tuổi Dậu khá biết cách ăn mặc, không quá trau chuốt nhưng rất chỉn chu. Tuổi Dậu là những người khá quan trọng về bề ngoài, họ dành nhiều thời gian để chăm chút cho bản thân. Cũng có những người tuổi Dậu rất hài hước, năng động, hoạt bát và mạnh dạn trước đám đông. Người tuổi Dậu là những người sống tích cực, có nguồn năng lượng dồi dào, giỏi về ăn nói. Họ rất giỏi trong các vấn đề mày mò và tìm hiểu mọi thứ tường tận. Họ thích nghiên cứu và chăm chú vào những thứ họ thích và cần khám phá, cho nên họ rất hiểu, am hiểu chuyên sâu nhiều thứ. Trong công việc hay cuộc sống, họ đều là những người rất quyết đoán, nhạy bén, biết cách bộc lộ bản thân. Họ không bao giờ chần chừ trước cơ hội mà nắm bắt tất cả. Tính cách của người tuổi Dậu khá cục tính, họ không quá ngọt ngào lãng mạn mà mang chút kỳ quái. Dù là vấn đề gì, họ cũng là người ưa tranh luận để tìm ra chân lý. Có tính cố chấp và khăng khăng cho mình là đúng, cho nên đôi khi cũng hay để vụt mất cơ hội. Họ là người dễ nhận thấy sai lầm và khuyết điểm của người khác bởi sự tinh ý và tinh tế trong ý thức, nhưng lại không chịu chấp nhận cái sai của mình mà cố chấp một chút bảo thủ với định kiến của bản thân. Trong tháng này, những người sinh năm 2005 được dự đoán là sẽ học hành tấn tới, thành tích học tập tiến bộ vượt bậc. Chính vì vậy, những người tuổi này nên tranh thủ cơ hội học tập để chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng. Bản mệnh đã cần phải chú ý quan tâm đến sức khỏe, có nhiều thời gian biểu phù hợp, cân đối giữa việc học tập và nghỉ ngơi. Ất âm mộc gặp tân âm kim nên gọi là thiên tài, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Ất Dậu sẽ dễ có được tài lộc hơn. Công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Gia chủ Ất Dậu, nếu đã đi làm thì đây là một tháng may mắn cho công việc của bạn. Bạn được tăng lương trong tháng này. Bạn sẽ thấy dễ dàng để đạt được nhiều thành tích trong công việc và những nỗ lực của bạn được cấp trên công nhận. Người tuổi Ất Dậu sẽ dễ dàng vượt qua được mọi khó khăn trở ngại, băng băng tiến bước trên con đường tới thành công. Con giáp này có năng lực, lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình, nên có thể được cấp trên ưu ái, giao cho thêm nhiều trọng trách. Song song điều đó, chẳng những không khiến bạn nản lòng mà còn khiến cho bạn thêm vững tâm, tiến bước. Trong tháng 12 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Ất Dậu cần phải thận trọng kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉn chu trong công việc, nếu không thì sẽ dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Với những gia chủ đang đi học, năm học này sẽ rất vất vả và áp lực. Tuy vậy, bạn không hề nản chí mà rất chăm chỉ, cầu tiến và có kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Đây chính là thời điểm tốt để bạn ôn luyện cho kỳ thi. Hãy cố gắng đừng nản lòng, kết quả tốt đẹp sẽ đến với những người xứng đáng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong học tập vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng.
Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Đa số Ất Dậu còn đang đi học nên không phải lo gánh nặng về tiền bạc. Các khoản thu từ gia đình hay việc làm thêm cũng đủ cho bạn sống thoải mái. Tuy vậy, không nên lãng phí tiêu pha quá đà. Với một số bạn đã đi làm, tuổi Ất Dậu không cần phải quá lo lắng về đường tài lộc. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình. Nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Thời điểm này cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi qua đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Bản thân tuổi Ất Dậu cũng có nhiều gánh nặng trên vai, có khi phải dùng tiền bạc trong người thân, bạn bè chứ không phải là bản thân của mình. Bạn cũng quý trọng tiền bạc nhưng có những chuyện tiêu pha, không tiêu pha thì không được. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Ất Dậu sẽ có sức khỏe tốt trong tháng này. Bạn thường xuyên tham gia vào các hoạt động khác nhau trong thời gian rảnh rỗi, điều này giúp cho bạn tràn đầy năng lượng. Những gì bạn cần làm đó là cắt giảm thức khuya có thể gây ra thiệt hại, không thể phục hồi cho cơ thể của bạn. Ngoài ra bạn cần phải cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi và giữ chế độ ăn uống hợp lý, thường xuyên. Người tuổi Ất Dậu còn khá trẻ, thường bị cuốn vào công việc tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này, bạn nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, luyện tập nghiêm túc với chính mình, ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe mà bỏ bê bản thân. Mệnh chủ Ất Dậu sinh năm 2005, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho vật phẩm theo tuổi của mệnh chủ Ất Dậu sinh năm 2005. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Nằm trong cục diện bán tam hợp nên những người tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 sẽ rất may mắn trong mối quan hệ yêu đương tình cảm trong tháng này. Tuy vậy, gia chủ nên chú ý, đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học tập, chỉ một chút sao nhãng cũng dẫn đến những tiếc nuối không xứng đáng. Nếu bạn còn đang độc thân thì đây chính là thời điểm tốt đẹp để bạn tìm hiểu yêu đương. Hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể vì đó chính là cơ hội của bạn. Tháng này, bạn cũng nên dành nhiều sự quan tâm đến gia đình, cha mẹ. Hãy là sợi dây kết nối những đứt gãy trong gia đình của bạn. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Ất Dậu trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 12 năm 2021, tức ngày 14 tháng 1 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 12 năm 2021, tức ngày 26 tháng 1 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Dậu trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021, ngày âm lịch ngày 1 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sai Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 12 năm 2021, tức ngày 15 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc.
Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 12 năm 2021, tức ngày 27 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng đều sẽ có kết quả tốt đẹp, hoặc là những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Năm nay, các gia chủ Ất Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Ất Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, có thể nói rằng trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp may mắn và thành công, bởi vì mỗi năm thì vận hạn sẽ khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta cũng luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này, đúng không ạ? Thông qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 12 âm lịch, và từ đó thì sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin đến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của phong thủy Gia Cát.